Xin chào các bạn, hiện tại trên tay mình là chiếc Samsung Galaxy Note 4. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một số tính năng của S Pen trên S Note. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu với các bạn tính năng là lệnh không chạm. Lệnh không chạm là menu cung cấp truy cập đến 4 tính năng chính của S Pen hữu ích. Thì để kích hoạt được lệnh không chạm này, chúng ta sẽ rút S Pen ra khỏi khe cắm. Thì lệnh không chạm sẽ được kích hoạt. Hoặc phương pháp thứ hai, chúng ta sẽ để S Pen gần với màn hình và bấm vào cái nút ở trên S Pen thì lệnh sẽ được kích hoạt. Trong chúng ta sẽ có 4 lệnh. Đầu tiên là Action Memo. Các bạn có thể viết nhanh các bản ghi nhớ và liên kết các thao tác với các bản ghi nhớ đó. Bạn có thể tạo ra cuộc gọi, gửi tin nhắn, gửi email, tìm kiếm web, tìm địa chỉ và một số tính năng khác. Thì mình ví dụ như là mình ghi chú lại số điện thoại ở đây. Sau đó mình cần gọi số điện thoại này thì tự động chúng ta sẽ có số điện thoại nằm ở đây. Hoặc là mình muốn tìm một cái gì đó ở trên mạng, ví dụ như mình ghi tên mình chẳng hạn. Sau đó bấm vào đây và bấm đến trình duyệt web thì máy sẽ tìm ra Hoàng Oanh. Tính năng thứ hai đó là Smart Select, hay còn gọi là thu thập nội dung. Thì với tính năng này thì bạn sẽ kéo S Pen qua nội dung bạn cần thu thập. Bạn có thể thu thập với các mục khác nhau, bao gồm cả video, và lưu giữ chúng để sử dụng sau. Mình sẽ mở một đoạn video. Mình muốn lấy dữ liệu từ trong video này. Đây, bạn đã có thể lấy được cái hình trong đoạn video đó. Bạn có thể lưu lại hoặc lưu vào scrapbook hoặc chia sẻ trực tiếp qua các liên kết. Hoặc là một thông tin trên mạng như thế này. Bạn muốn trích xuất dữ liệu ra để cần cho việc ghi chú của mình thì bạn bấm vào chữ T ở trên góc này. Thì tất cả những cái chữ viết ở trong tấm hình bạn vừa cắt nó sẽ hiện ra. Bạn có thể lưu lại hoặc là chia sẻ qua một liên kết nào đó. Tính năng thứ ba mình muốn chia sẻ với các bạn trong 4 tính năng chính này là Image Clip. Thì bạn có thể vẽ quanh một vùng mà bạn muốn hoặc chia sẻ. Bạn có thể cắt một phần hình ảnh đó ra. Thì mình sẽ vào trong web. Mình muốn cắt hình ảnh này ra. Thì hình ảnh của mình chọn đã được hình ảnh mình muốn chọn đã được chọn như thế này. Bạn có thể lưu hình ảnh này qua scrapbook. Hình ảnh của bạn đã được lưu vào scrapbook và kèm theo đó là nội dung mình cần, như là tin tức và cả link ở dưới đây. Tính năng thứ tư trên lệnh không chạm
đó là screen grab hay là còn gọi là chụp màn hình, thì bạn có thể chụp màn hình lại và ghi chú điều gì đó bạn cần ghi chú chẳng hạn như thế này, và lưu lại gửi cho người mà bạn cần muốn chia sẻ. Mình đã giới thiệu với các bạn 4 tính năng chính trên nền không chạm. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn tính năng dạng xem không chạm. Dạng xem không chạm thì mình sẽ vào bộ sưu tập. Mình muốn tìm một bức ảnh, nhưng mà mình có rất là nhiều album như thế này thì không thể nào mà mình mở từng album để mình xem. Thì với cái dạng xem không chạm, bạn có thể để Adpen vào và tất cả hình ảnh trong album của bạn sẽ hiện ra như thế này, rất là dễ dàng cho việc tìm kiếm. Chỉ cần để Adpen gần với màn hình thì tất cả hình ảnh trong album sẽ hiện ra. Ngoài ra, các bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp mà không cần bấm vào hình ảnh. Mình chỉ cần để Adpen gần với tấm ảnh đó thì mình có thể chỉnh sửa, chia sẻ hoặc là xóa trực tiếp bức ảnh đó mà không cần vào, chạm vào bức ảnh đó trong album của mình. Như thế này. Cùng với đó là mình muốn giới thiệu với các bạn Explainer. Thì với Explainer thì mình cũng không cần vào bấm vào cái ngày mà mình ghi chú, mình chỉ cần để Adpen gần với màn hình thì những ghi chú của mình sẽ lần lượt hiện ra. Ví dụ như mình bấm vào ngày 26 tháng 10 thì đó là ngày sinh nhật, hoặc là bấm vào ngày 23 mình sẽ có một cái cuộc hẹn đi chơi. Để ghi chú nhanh thì tức những ngày mình đi công tác hoặc đi chơi thì mình sẽ bấm vào và giữ kéo, mình sẽ ghi note nội dung ở đây. Và nội dung của mình đã được ghi lại. Ăn cơm gia đình. Và tính năng cuối cùng mình muốn giới thiệu với các bạn đó là chọn văn bản hoặc file. Thì để sử dụng được, bạn sẽ nhấn và giữ nút Adpen rồi kéo Adpen qua văn bản hoặc file mình lựa chọn. Như là ở đây mình muốn chọn ở trên ngay trên màn hình này, thì các bạn có thể sao chép hoặc là chia sẻ qua một liên kết nào đó, hoặc là vào từ điển để tra xem từ đó là từ gì, hoặc là mình muốn chép một đoạn văn bản. Như ở đây mình muốn lấy một đoạn văn bản này, mình sẽ dùng nút Adpen và kéo. Sẽ lưu lại rất là dễ dàng. Mình có thể lấy bất cứ văn bản nào mà mình muốn. Như là ở trên Facebook thì chúng ta không thể nào mà lấy những cái đoạn văn bản này ở trên Facebook, rất là khó, trừ khi trên máy tính thôi. Thì ở đây mình có thể lấy rất là dễ dàng. Đây, như các bạn thấy rất là dễ. Đó là những tính năng chính trên Adpen của Note 4. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.